Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến cái vấn đề là cái phiên bản CNC KAD V16 cho cái Win 64 bit này này. Hiện tại thì cái phần DNC V16 này các bạn này, nó không ăn được đúng không? Nó không bật lên được các bạn. Khi mà các bạn cài CNC KAD V16 này, DNC này nó không lên được. Thì cái cách giải quyết cái vấn đề này, các bạn dùng không muốn bỏ tiền thêm để mua cái bộ truyền DNC chẳng hạn, hoặc là các bạn không cài cái phần mềm Synco Exit đó để truyền, mà các bạn muốn xài luôn CNC KAD này thì các bạn sẽ cần có một cái phiên bản DNC thấp hơn để các bạn có thể truyền cái chương trình của các bạn vào máy. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn sử dụng hai phiên bản DNC cho cái phần mềm CNC KAD V16 này. Thì ở đây cách giải quyết là các bạn sẽ phải cài hai win trên một máy. Đấy. Và các bạn ở đây mình đã cài hai win, một win là win XP mình xài cài cho cái phần CNC KAD 206, còn win chính của mình màn hình này á, là win 64 bit, win 7 64 bit. Đấy. Thì các bạn có thể tìm trên mạng hay YouTube, người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn cài cái Win XP này trên cái Win 64 bit. Nó cũng tương đối dễ nha các bạn. Các bạn có thể gõ vào YouTube để tìm video hướng dẫn các bạn cài hai Win trên một máy là các bạn gõ là cài hai Win trên một máy là người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cài nó. Về đây thì mình đã cài nó đây. Các bạn khởi động như bình thường. Ở đây thì mình đã cài CNC KAD 206 này. Thì ở đây thì việc mà chỉ có việc thao tác này thôi. Nhưng các bạn xuất cái trình này. Ví dụ nha, các bạn xuất cái trình này trên cái CNC KAD V16. Đấy. Các bạn có một cái chương trình như đây này, các bạn nhấn vào edit DNC này, và các bạn sẽ lưu tên nó đi, hoặc là các bạn vào cái tệp của các bạn đánh đây này, giống như cái lúc này mình đang mở cái file tệp này là người ta khi mà các bạn nhấn vào DNC nó đã xuất cho các bạn rồi. Tệp 1 đúng không? Hoặc là các bạn nhấn vào edit DNC, các bạn để ngoài desktop chẳng hạn, mình lưu là 1 đi chẳng hạn. Đấy. 1 các bạn tìm đến 1 đây đúng không? Các bạn copy cái này vào cái phần mà win mà các bạn cài, và để ngoài desktop chẳng hạn. Đấy, nó là 1 này. Này mình là copy này, đây là 1 đúng không? Rồi thì các bạn nhấn cái phần DNC 206 này thôi. Việc cài cái phần mềm DNC 206 hay là CNC KAD 206 trên Win XP nó là rất là dễ nha các bạn. Nó rất dễ hơn nhiều so với các phiên bản đời cao, nó yêu cầu correct khó quá đúng không? Thì các bạn nhấn vào đây thôi, các bạn cài đặt ở cái phần Merchant setting này, cài cho đúng cái cổng đường truyền của các bạn. Đấy, ID chair, đặt tên máy này, cổng com này. Rồi cho các bạn nhấn vào send to này, và nhấn vào desktop này, và nhấn vào all file, và nhấn vào 123 này thôi. Rồi là các bạn nhấn vào bắt đầu là các bạn truyền thôi, chứ không có thành quân, không có vấn đề gì cả đúng không? Đấy, đây là sự kết hợp giữa DNC 206 với phần mềm CNC KAD V16. Đấy, nếu như các bạn muốn xài đề cao V16 mà vẫn truyền được thì chỉ có cách này thôi. Còn cách thứ hai là các bạn cài Synco Exit này, Cách thứ ba nữa là các bạn mua cái bộ truyền DNC ấy, khoảng 1,8 triệu đến 2,2 triệu gì đó, các bạn copy sang USB rồi các bạn cắm và các bạn truyền qua nó. Như vậy hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách thứ ba nhé. Hôm nay là mình đã hướng dẫn cho bạn cách thứ ba rồi thì các bạn có thể xài được CNC KAD V16. Vì cái bản thân cái file mà PNC này các bạn này, đuôi PNC này thì nó không phân biệt cái đời cao hay đời thấp, nó vẫn đọc được, đúng không? Đấy. Nếu thấy video bổ ích cho các bạn như like và subscribe, chia sẻ video giúp mình nhé, để mình ra những video tốt hơn cho anh em. Và thông qua đây mình cũng xin giới thiệu cho các anh em là mình có ra 2 cuốn sách giáo trình dành cho CNC KAD và phần mềm CNC KAD cho la dây Fiber. Thì anh em nào chưa có giáo trình hoặc là cần tài liệu để tìm hiểu thì nhớ liên hệ mình, ủng hộ mình để mình mua biển cho con nhé. Theo số điện thoại là 0985 267 119. Giá thì chỉ bằng các bạn một bữa nhậu của các bạn thôi. Ship cắt là 300.000 và free ship, và còn CNC KAD là 350.000. Nếu các bạn thanh toán trước thì không phải mất thêm tiền phí thu hộ của cái thằng biêu điện. Đấy, khoảng 15.000 nha các bạn. Đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm kênh của mình. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.